Xin hội xin chào tất cả mọi người đang xem buổi live ngày hôm nay. Và trong cái buổi tối hôm nay thì bác sĩ chia sẻ mọi người một cái bệnh rất là nguy hiểm, đó là bệnh ung thư phổi. Và một cái bệnh này thì do là cái tỷ lệ cái vấn đề ô nhiễm môi trường này, cái vấn đề là nhiều cái loại vi khuẩn virus nó gây ra, cái vấn đề đó là gì, là nhiều cái triệu chứng chúng ta bị nhầm lẫn với cái vấn đề cái bệnh ác tính, đó là cái bệnh ung thư. Do là gì, cái lứa tuổi thường bị ung thư ấy thường gặp nhất đó là những người mà các cô các bác, các chú ở tuổi gì ạ, tuổi trên 40, đặc biệt là trên 50 tuổi. Vậy thì ở trong lứa tuổi này thì do cái đường hô hấp chúng ta đã bị yếu dần, đúng không ạ, thì chúng ta rất hay bị gặp những cái vấn đề đó là gì, bị viêm phế quản này, bị viêm phổi này, và nhiều khi chúng ta bị nhầm lẫn giữa cái vấn đề là một cái triệu chứng của bệnh gì lành tính, đó là những cái bệnh viêm đối với cái bệnh ác tính. Vậy thì để làm sao để chúng ta có thể biết cách chúng ta phát hiện sớm này, để chúng ta biết cách gì chuẩn đoán sớm, vì ung thư phổi là một cái bệnh rất là nguy hiểm so với những cái ung thư khác, so với cả ung thư đại trực tràng này, hay là ung thư tuyến giáp này, thì cái mức độ nguy cơ ác tính của ung thư phổi nó rất là lớn. Cái nguy cơ là gì, một người mà phát hiện ung thư phổi thì thấy rằng cái tỷ lệ mà tính trung bình, có nghĩa là nếu một người mà bị ung thư phổi ấy và tính sống sau khoảng gì 5 năm, có nghĩa là để mà sống khoảng 5 năm thì tỷ lệ rất là thấp, chỉ hơn 10% thôi. Nó nói lên rằng đây là một cái bệnh ung thư không hề đơn giản. Cái cách tốt nhất là chúng ta phải phát hiện sớm bệnh nha mọi người nhé. Đây là cách mà chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện được. Và một cái điều rất là tuyệt vời là đối với bệnh ung thư phổi, chúng ta có thể gì? Chúng ta có thể loại bỏ, ngăn chặn, giảm cái yếu tố nguy cơ. Đây là cách tốt nhất. Và ngoài ra thì nếu ai những cái gặp những vấn đề về đường hô hấp này, nếu ai gặp những cái vấn đề về đường hô hấp, ví dụ như chúng ta bị gì, hay bị đường hô hấp, chúng ta hay bị viêm phế quản này, viêm họng amidan, thì chút nữa bác sĩ sẽ chia sẻ mọi người một cái bài tập để chúng ta làm sao để phổi chúng ta khỏe hơn, đường hô hấp chúng ta được hoạt động tốt hơn. Và mọi người biết rằng ấy, đường hô hấp của cơ thể chúng ta đấy một cách, nếu chúng ta thở khỏe, đúng không ạ, chúng ta trao đổi oxy nó nhiều, thì đây là một cách để giúp cho chúng ta làm sao, giúp chúng ta có thể là nhiều oxy trao đổi tốt hơn nha mọi người nhé. Nên là chúng ta có thể tập cái bài tập này. Và đối với bác sĩ thì bác sĩ đã thấy tập làm gì nhiều năm nay, và chúng ta có thể là tập theo bác sĩ thì bác sĩ thấy rằng cái hiệu quả nó rất là tốt. Ví dụ như ngày xưa bác sĩ hồi lúc đi học thì rất hay bị viêm họng này, viêm phế quản, dùng rất là nhiều kháng sinh từ hồi nhỏ. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình tập những cái bài tập ở nhà giúp cho cái đường hô hấp của chúng ta nó khỏe hơn, thì thấy rằng thì gần như đến hơn 10 năm nay gần như bác sĩ cũng chưa phải dùng một viên kháng sinh nào. Đây là mọi người thấy rằng là gần như là không thấy có một cái triệu chứng gì của đường hô hấp. Đây là một bác sĩ thấy rằng đặc biệt là các mà đường hô hấp của hiện tại ở ngoài Bắc rất là nhiều. Hầu hết là thì từ các em bé nhỏ này đến các bạn lớn lớn này, hay là các cô các chú các bác lớn tuổi hoặc các ông bà đều gặp phải những cái vấn đề về đường hô hấp, đặc biệt là vào những cái thời tiết khi thay đổi, những mọi người kể cả không chỉ là mùa đông hay mùa thu đâu, và kể cả mùa hè mùa xuân, mà khi thời tiết gọi là trở trời một chút là bắt đầu có những cái dấu hiệu, những cái tổn thương gây ra đường hô hấp. Vậy thì quay lại cái vấn đề đó là vấn đề là đường, cái vấn đề ung thư phổi thì chúng ta gặp phải những cái vấn đề gì, và chúng ta cần phải đầu tiên là chúng ta mọi người lưu ý rằng đó là cái triệu chứng đầu tiên và rất thường gặp cho mọi người nhé. Và nếu trong gia đình chúng ta mà ai gặp phải những cái vấn đề này thì chúng ta hãy cần phải gì, chúng ta cần phải khuyên người nhà đi khám ngay mọi người nhé, mọi người lưu ý cho bác sĩ. Và chút nữa bác sĩ ngoài chúng ta sẽ chia buổi live này sẽ chia thành hai phần để mọi người hiểu rõ. Đó đầu tiên đó là cái phần là chúng ta sẽ phải phân biệt được những cái triệu chứng, những cái dấu hiệu nào mà ở những người mà mắc ung thư phổi chúng ta hay thường gặp nhất, và ở những trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải làm gì, và tiếp theo đó là chúng ta cần phải làm gì để chúng ta sớm sớm như mọi người nhé, chứ không phải chúng ta đợi đến giai đoạn muộn. Đấy, rất là quan trọng cái vấn đề này. Tại sao lại gọi là chuẩn đoán sớm thì như này mọi người ạ, ví dụ như là mọi người sẽ hay thấy là gì, khi mà chúng ta đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, đúng không ạ, thì chúng ta thấy rằng là gì, khi mà chúng ta đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thì chúng ta hay được các bác sĩ cho chúng ta đi chụp cái gì, chụp cái x-quang ngực, đúng không ạ. Nhưng mà cái mọi người biết rằng cái x-quang ngực là một cái biện pháp chuẩn đoán hình ảnh cơ bản nhất
để chúng ta có thể gì, để chúng ta có thể đánh giá được xem là phổi chúng ta có bị viêm ở đúng ở phổi hay không này, hay là gì, hay là phổi chúng ta có cái bị thành dày, có bị phế quản hay không. Nhưng mà mọi người lưu ý cho bác sĩ này, mọi người lưu ý rất là quan trọng này, gọi là chúng ta gọi là chẩn đoán sớm. Sớm có nghĩa là một cái khối nó rất là nhỏ thôi. Ví dụ như chúng ta đi kiểm tra về phần dạ dày hay là phần đại tràng của chúng ta, đúng không? Thì cái dạ dày và đại tràng chúng ta phải nhìn những cái tiền ung thư, những cái rất là nhỏ mọi người nhé, những cái tiền ung thư thì chúng ta mới gì mới phát hiện sớm, chúng ta loại bỏ đi mới gọi là sớm. Chứ nếu chúng ta chỉ đi chụp X quang thôi thì gần như là nếu giả sử một khối u mà nó to đến 2 đến 3 cm rồi thì lúc đó không gọi là sớm đâu mọi người ạ. Và đấy là những cái giai đoạn sau rồi. Nên là mọi người lưu ý cho bác sĩ, còn cái chút nữa thì bác sĩ sẽ chia sẻ mọi người để làm sao, cái biện pháp nào để chúng ta phát hiện sớm, đặc biệt là những ai có yếu tố nguy cơ cao. Nguy cơ cao đây là gì, đó là những ai mà gì, hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy rằng tỷ lệ gì, ngày xưa thì tỷ lệ mà người mà mắc ung thư phổi thì hầu hết ở nam giới, ví dụ gần như chúng ta tới viện thì thấy rằng cái tỷ lệ mà ở nam giới rất là cao, cao hơn hẳn gấp mấy lần so với là nữ giới. Nhưng mà hiện tại bây giờ ở nữ giới gặp khá là nhiều và ngày càng tăng lên nha mọi người nhé. Thì một trong những cái yếu tố nó xảy ra là gì, là do môi trường làm việc ở hiện tại bây giờ, đặc biệt là môi trường công nghiệp. Đặc biệt nữa thứ hai là chị em phụ nữ thì ngày xưa thì chúng ta sẽ chủ yếu làm công việc đồng áng, các cô các bác ngày xưa đúng không, nhưng hiện tại bây giờ thì chị em phụ nữ thì hay làm ở những công ty xí nghiệp, nhà máy rất là nhiều. Và phụ nữ thì thường có một cái thói quen đó là gì, chăm chỉ này, vất vả này, siêng năng chịu khó, và đặc biệt không ngại khó không ngại khổ. Trong khi đó những cái môi trường nhiều khi nhà máy rất là độc hại, những cái việc mà đã ra người ta không, người ta rất là sợ làm. Nhưng mà các chị phụ bác sĩ thấy rằng là khi mà nhiều người khám đến khám bệnh là thì làm những cái môi trường cực kỳ độc hại, tâm sự rất là nhiều vấn đề này, thì đây là một cái yếu tố nguy cơ, nó sẽ làm cho bệnh, nó sẽ làm tổn thương nhiều, nó làm cho thì nó phát triển những cái bệnh đặc biệt, đó là cái bệnh về tuyến giáp này, do cái phần này ví dụ như cái chất phóng xạ hoặc những chất độc hại. Và thứ hai đó chính là phổi, cái môi trường độc hại ấy, nó sẽ tạo ra gì khi mà chúng ta sẽ là nhiều nhiều chị thì còn gì, do là cái quá trình thứ nhất là làm việc nhiều khi còn làm tăng ca một ngày đến 10, 12, 16, người làm đến 18 tiếng. Cái môi trường như vậy chúng ta hít vào, kèm theo đó là quá trình ăn uống không được đầy đủ. Và cái lúc mà chúng ta nghỉ ngơi thì chúng ta lại chọn những gần những cái nơi mà nhiều khi chúng ta sẽ tiết kiệm tiền, chúng ta sẽ chọn ở những cái nơi mà nó nhiều cái khí thải như vậy. Thì đây là một cái yếu tố nguy cơ rất là cao, nên là chúng ta cần phải lưu ý giúp bác sĩ nhé. Bác sĩ rất là mong giúp mọi người có biết nghe cái chất lượng âm thanh này như nào, thì rất là mong mọi người giúp bác sĩ một lượt bình luận hoặc là thả tim một chia sẻ để bác sĩ biết nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bác sĩ xin phép dành 30 giây để xin phép chào mọi người. Cảm ơn, xin chào bạn Tạ Nguyễn này, cảm ơn, xin chào chị Ngọc Huệ, và xin chào cô chị Trần Phượng, xin chào chị Bích Công, và chào chào cô Minh Bảo, và xin chào tất cả mọi người đang nghe buổi live hôm nay, và xin chào cô An Phận, xin chào bạn An Đà, và chào chào cô An Đà, và cảm ơn tất cả mọi người, xin chào cô Trần Ánh ạ. Cái vấn đề đầu tiên mà mọi người cần phải lưu ý đó chính là những cái dấu hiệu mà hoàn toàn chúng ta có thể nhận biết ở chính bản thân chúng ta cũng như những người nhà xung quanh. Mặc dù hiện tại bây giờ ở nam giới rất là nhiều, nhưng các cô nếu chúng ta thấy là gì ở người nhà xung quanh chúng ta mà có những cái dấu hiệu này thì mọi người hãy khuyên chúng ta nên đi kiểm tra mọi người nhé. Đầu tiên đó chính là cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ ho kéo dài. Ho kéo dài là một cái kích ứng nó xảy ra, như này nó kết quả của cái việc nếu mà giả sử mà các chú các bác hay hút thuốc lá này, hay hút thuốc lào này, mà chúng ta sẽ thấy là gì, hút thuốc lá lúc nào thì chúng ta hay có cái triệu chứng là chúng ta sẽ sáng sáng này, chúng ta hay khạc về gì, khạc đờm vào buổi sáng. Cái mạng mạng của chị gọi là giật lắm không xem được bác sĩ ạ. Và cảm ơn chị Nguyễn Hiền đã bình luận. Không biết cái chất lượng âm thanh và mạng có rõ không thì mọi người có thể bình luận giúp bác sĩ được biết không ạ? Tại vì là rất là mong mọi người có thể là bình luận để bác sĩ biết xem cái chất lượng âm thanh có tốt không ạ. Và xin chào bạn Linh Hoa này. Và xin chào chị bạn. Không biết cái chất lượng âm thanh và hình ảnh có tốt không ạ? Dạ cảm ơn chị Đào Tạ, ok ạ. Và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe buổi live hôm nay. Nghe rõ lắm. Dạ vâng. Cảm ơn tất cả mọi người, thì bác sĩ xin chia sẻ tiếp mọi người. Một một chị một bạn Nguyễn Hiền có hỏi là cảm ơn bạn Tuấn Hà nhé.
Bác sĩ cho em hỏi, nhà em ba chị em gái bị ung thư tuyến giáp thì có phải do di truyền không? Bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi này luôn, tại vì câu hỏi này rất là hay. Và bác sĩ nghĩ là nhiều người đang có một cái mối quan tâm, đó là giả sử trong gia đình chúng ta, đặc biệt là những cái bệnh ung thư ấy, chúng ta sẽ có xem là liệu rằng chị em này hoặc là bố mẹ bị ung thư thì liệu chúng ta có gặp những cái vấn đề là liệu có di truyền hay không, và chúng ta cần phải làm gì. Thì đầu tiên mọi người biết rằng nếu trong yếu tố gia đình, thì nếu giả sử mà ba chị em gái bị hoặc là bố mẹ chúng ta bị này, thì cái yếu tố di truyền nó có thể xảy ra. Nhưng mà một yếu tố quan trọng nữa nhé, yếu tố di truyền đây có nghĩa là đột biến gen nó xảy ra, ví dụ như cái gen BRCA1C, những cái gen nó tổn thương, thì lúc đó thì chúng ta cần phải làm gì để chúng ta đánh giá. Và bạn lưu ý nhé, thì chúng ta sẽ có một cái trung tâm, gọi là trung tâm mà chuyên về gen, về tế bào học. Các bác sĩ sẽ lấy gen của chúng ta ra để xem là chúng ta có sự đột biến gen hay không, sẽ phát hiện được gì nếu mà chúng ta ở trong cái nhóm mà đột biến gọi là di truyền ấy, thì có thể là gì, là trong lúc đó có thể phát hiện ra được khoảng tầm 10 cái loại ung thư phổ biến nhất, và những cái loại đó chúng ta hoàn toàn có thể gì điều chỉnh sớm. Và rất là nhiều những cái trường hợp, có một anh cũng vấn đề là anh ấy bị một cái gia đình thì có người nhà mắc ung thư đại trực tràng, và sau đó anh ấy đi xét nghiệm gen thì thấy rằng gì nó có sự đột biến gen ở trong đó, và hoàn toàn anh có thể phát hiện sớm, tầm soát sớm định kỳ, và anh cũng khá là có điều kiện. Thì khi mà phát hiện ra thì thực sự là anh ấy cũng sang ở Singapore để anh điều trị, thì anh thấy rằng là gì rất là bất ngờ, bên các bác sĩ bên Singapore cũng rất là bất ngờ, tại vì sao một bệnh nhân mà là có thể là phát hiện ở cái giai đoạn cực kỳ là sớm như vậy, thì là do là cái quá trình mà anh đã biết được rằng là mình trong cơ thể mình có cái vấn đề, đó chính là đột biến gen nhé, đột biến gen. Và như một cái yếu tố thứ hai cũng cực kỳ là quan trọng, nó không phải là do di truyền nhưng mà nó liên quan yếu tố gia đình, và mọi người cần phải lưu ý, đó là cái vấn đề là gì, đó là cái vấn đề là gì, khi mà một cái chúng ta sinh ra cùng một nơi này, chúng ta cùng ăn một nguồn nước này, chúng ta cùng sinh hoạt trong một môi trường, cái thói quen ăn uống giống nhau, thì đây là một cái yếu tố gọi là yếu tố về gia đình. Gia đình này nó không phải là di truyền, mà gia đình đây là liên quan đến môi trường sống và liên quan đến cái thói quen sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta đang gặp phải vấn đề này, chúng ta cần phải điều chỉnh lại. Ví dụ là rất là nhiều người, ví dụ ở vùng bác sĩ có thể là người ta sẽ hay gọi một cái làng gọi là ung thư ở Bắc Ninh chẳng hạn, một cái nơi đó thì người ta sẽ gì có thể là người ta sẽ có nhiều những cái chất thải ra và làm cho rất là nhiều người trong gia đình bị ung thư. Đây là cái vấn đề là gì, là do liên quan yếu tố gia đình. Vậy thì mình lưu ý, đó là câu hỏi của mình, thì mình cần lưu ý cho bác sĩ hai cái vấn đề, đó là có thể là do yếu tố gen di truyền, nhưng có thể thứ hai đó chính là yếu tố môi trường gia đình nhé. Đấy, và chị Minh Hiếu là bị u vú có uống được cũng nên kiêng ạ. Quay lại cái vấn đề đó là cái vấn đề là viêm, cái vấn đề là ung ung thư phổi nhé mọi người. Nhưng một cái quay lại vấn đề này, để chút nữa thì bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi của từng người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một trong những cái vấn đề mà mọi người cần phải lưu ý đó là cái vấn đề ho dai dẳng. Cái ho ở đây ấy, thường là chúng ta sẽ ở những cái u ấy, tương phổi ấy, thì những cái cơn ho ấy, nó không nghiêm trọng, nó không đầu tiên ấy, chúng ta sẽ cảm thấy nó do là cái khối u nó chèn vào đường phế quản chúng ta, nó giống như là nó sẽ kích thích cái đường hô hấp của chúng ta, nó sẽ ho. Và ho ở đây nó có những cái đặc điểm này mọi người cần phải lưu ý này. Nếu mà trong cái giai đoạn tầm 1 hay 2 tháng đầu ấy, hoặc là những cái giai đoạn u sớm ấy, thì cái ho nó không có gây ra khó thở này, nó chỉ hơi chúng ta hơi nhói nhói ở một cái vị trí ngực nào đó, rất là quan trọng mọi người, điểm này nhé. Tại vì thì mọi người cũng không, bác sĩ kể mọi người một câu chuyện là gần đây có một cái cô này thì cô rất là khỏe. Đấy. Và do là cô này, này một cái vấn là trong gia đình ấy, thì là cô là người gần như là kinh tế chính, khi mà chồng chồng gần như là người chồng thì bị mất sớm, bị cả mất sớm, và một mình thì nuôi ba đứa con. Cái cô này ấy, thì cô rất là khỏe, cô làm tất cả mọi việc, gần như cô là một người gánh vác trong gia đình. Sau đó này thì gần đây cô thấy là cô bị đau ở cái phần vai này, phần vai bên 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 trái mọi người, cái phần vai bên trái này cô đau, và cô thấy rằng là gì, cô đau cứ nhói 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 một cái vị trí mọi người nhé, nó nhói thôi, nhiều khi nó xuyên qua ngực. Cái triệu chứng này nó kéo dài đến đến nửa năm, mà cô nghĩ rằng là mình đang bị thoái hóa cái phần phần lưng
tại vì là cô cũng rất làm việc rất là nặng mà. Và sau đó thì cô thấy rằng là gì, cô đã kèm theo đó sau tầm 3 tháng sau thì cô bắt đầu ho này, ho nhẹ nhẹ thôi, xong bắt đầu những cái triệu chứng nó kèm nhiều hơn, người bắt đầu mệt mỏi. Và sau đó cô đi khám, cô đánh giá thì phát hiện một cái khối u ở phổi mọi người nhé. Nhưng mọi người lưu ý rằng nếu mà những cái khối u ấy ở phổi thì chúng ta sẽ có những cái đặc điểm, đó là gì, là những cái cơn ho này nó sẽ kèm theo những cái đặc điểm đó, chúng ta sẽ thấy nhói nhói ở một cái vị trí nhé. Cái nhói nhói ở đây là gì, nhói nhói ở đây phần phần cái vị trí có sự phát hiện khối u. Vì sao như vậy, thì khi thứ nhất là gì, những khối u đó nó gì, nó sẽ gì, nó sẽ lan xâm lấn ra những cái vùng xung quanh, đặc biệt là những cái thành ngực, thì chúng ta sẽ bị đau ở dưới đấy. Và thứ hai đó là gì, thứ hai đó là mọi người cần lưu ý, đó là cái vấn đề đó là gì, những cái khối u đó, cái khối u nó sẽ kích thích cái đường phế quản, nó sẽ gây cho chúng ta sẽ bị ho này, đúng không ạ, chúng ta sẽ bị ho này, ho này thì nó ho dai dẳng, chúng ta không, ví dụ như chúng ta đặc biệt là khi mà gì, khi mà gần đây cái lượng ho tự nhiên tăng lên nhiều hơn, ví dụ đặc biệt các chú rất hay bị nhầm lẫn, mọi người lưu ý chúng ta, các chú các bác khi mà hút thuốc lá này, thuốc lào này, chúng ta có thể sáng chúng ta ho, chúng ta khạc đờm trắng, cái đấy là cái triệu chứng rất thường gặp của cái vấn đề, là khi mà chúng ta hút thuốc nhiều. Nhưng mà nếu gần đây mà tự nhiên ho liên tục, ho về đêm, ngày lúc nào cũng thấy ho liên tục, ho về đêm, và chúng ta thấy là ho khan nhé, không có đờm, không có gì cả, thì đây là một cái dấu hiệu mà mọi người cần phải lưu ý giúp bác sĩ nhé, cực kỳ phải chú ý giúp bác sĩ cái vấn đề này. Và cái ho này nó phải kéo dài, đặc biệt là kéo dài tầm thì trên 1 tháng đến trên hai 3 tháng thì càng phải lưu ý hơn giúp bác sĩ nhé. Và những cái dấu hiệu ho này ấy, đấy là mọi người cần phải lưu ý. Cái ho này ấy, nó khác với cái chuyện là ho ở viêm phế quản với viêm phổi như thế nào ạ. Ví dụ như chúng ta bị viêm phế quản, viêm phổi, chúng ta sẽ có những dấu hiệu của nhiễm trùng do vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vào nó. Ví dụ như là gì, là chúng ta sẽ thấy là gì, là chúng ta sẽ thấy có cái vấn đề ho là gì, là nó sẽ kèm diện, nó sẽ kèm vấn đề là chúng ta sẽ thấy có đờm, và cái đờm này nó không, thường là sẽ là màu xanh này, màu vàng này, và nếu chúng ta bị viêm phổi chúng ta sẽ có sốt này, ớn lạnh nhiều, hay trường hợp bị lạnh thì nó sẽ kèm một vấn đề là chúng ta sẽ sốt nhiệt độ cao mọi người nhé. Nên là mọi người cần phải đặc biệt lưu ý sự khác nhau giữa một cái vấn đề, một cái bệnh mà nó nhiều khi chúng ta sẽ, nên là do nhiều trường hợp ấy, rất là nhiều chúng ta chủ quan vì cái vấn đề là cái triệu chứng ho nó nhẹ nhàng lắm, nó âm thầm lắm. Chúng ta sẽ xét khác mà là lần này ho nó còn không thấy sốt, nó không thấy đờm, chúng ta cứ thấy kích ứng, nó ho ho này, người chỉ thấy hơi mệt mệt, chúng ta không để ý. Nên là mọi người lưu ý giúp bác sĩ nhé. Và đây bác sĩ xin nhấn mạnh lại, đây là một cái bệnh mà cô Tâm hỏi là dạo này nọ cô cũng thấy nhói nhói ở ngực phải nhưng giờ cô không khỏi rồi thì có sao không? Cái nhói thường, cái nhói mà một do một cái khối u nó gây ra thì nó không khỏi được. Cô lưu ý giúp bác sĩ nhé. Và cái nhói đó nó chỉ tập trung vào một cái vị trí đó liên tục, chứ không phải thỉnh thoảng mình hiện 1-2 ngày hoặc 2-3 ngày mình nói một chút thì không sao. Thì đấy có vấn đề là dây thần kinh nó khác hoàn toàn, những cái nhói nó xâm lấn, nó càng ngày nó càng lan ra nhiều hơn, nó làm tổn thương nhiều hơn mình nhé. Nên là mọi người cần phải lưu ý giúp bác sĩ cái vấn đề này. Đấy là cái đặc điểm mà các cô các bác lưu ý giúp bác sĩ nhé. Và cái vấn đề thứ hai mà mọi người cần phải lưu ý, rất là mong giúp mọi người, giúp bác sĩ một lượt chia sẻ để nhiều người trong chúng ta cùng hiểu rõ hơn về một căn bệnh, đó là cái bệnh mà u phổi. Do một cái bệnh này thì bác sĩ thấy rằng là cái tiên lượng nó xấu hơn, một cái u ác tính nhiều hơn so với những cái bệnh khác, nên là mọi người lưu ý nhé. Cái vấn đề tiếp theo mà mọi người cần lưu ý đó là cái vấn đề đó gì, nó khó thở. Vì sao như vậy thì mỗi khối u nó sẽ chèn ép cái đường thở chúng ta. Một cái triệu chứng cực kỳ là điển hình đúng không ạ? Cái triệu chứng khó thở này nó do làm gì? Chúng ta thấy đầu tiên thì nó sẽ giảm giảm dần cái chức năng thở, cái chức năng hô hấp chúng ta sẽ thấy nó giảm dần theo thời gian. Và cái triệu chứng như thế này, và bác sĩ cảm ơn cô Kim Phượng ạ. Vâng. Đó là cái vấn đề, đó là gì? Cái triệu chứng này do là mọi người tưởng tượng như thế này. Bác sĩ giải thích cái đường ống của chúng ta, đường ống, cái đường hô hấp ấy nó sẽ là gì, càng ngày khối u nó sẽ chèn vào cái đường hô hấp ấy và làm chúng ta dần dần chúng ta khó thở dần dần, chứ không phải khó thở ngay lập tức nhé mọi người nhé. Cái u này do đầu tiên nó chỉ nhỏ thôi, nó chỉ chèn ép những cái vị trí, nó chỉ là chúng ta thấy hơi khó thở một chút, xong dần dần cái mức độ khó thở nó mới tăng dần lên nhé. Nên là mọi người lưu ý giúp bác sĩ vấn đề này.
Đấy là cái vấn đề thứ hai. Độ vấn đề đầu tiên mà một người thấy đó chúng là chúng ta sẽ ho hay rằng này. Vấn đề thứ hai đó chính là gì? Là vấn đề khó thở. Và vấn đề thứ ba rất là nguy hiểm, đó là cái vấn đề ho ra máu. Và đây là một cái triệu chứng thường gặp nhất khi mà đến viện của một người mắc bệnh ung thư phổi, đó là cái vấn đề tự nhiên ho ra máu. Và cái tỷ lệ những người mà bị ho ra máu do ung thư phổi cực kỳ là cao nha mọi người nhé. Vì sao lại có cái vấn đề này? Thì do cái khối u nó phát triển, xong là gì, những cái vi mạch khi mà chúng ta ho hay dùng cái lực ho nó kích thích như vậy muốn đẩy ra, và nhưng mà đẩy ra không được, nhưng mà nó sẽ làm tổn thương những cái gì, những cái u đó, những cái mạch máu nuôi cái u đó, nó làm chúng ta sẽ bị xuất huyết ở trong phổi, là chúng ta sẽ ho ra máu này, khạc ra máu này. Đấy, nên là nếu mà chúng ta tự nhiên mà chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ ho nặng ngực nhé mà ra máu thì chúng ta vẫn nên lưu ý. Nhưng mà rất là nhiều trường hợp như này mọi người, khi mà chúng ta sáng chúng ta thức dậy chúng ta sẽ đánh răng, ở đây là bác sĩ sẽ nói để chúng ta cố gắng để phòng bệnh. Mục tiêu của bác sĩ là cố gắng để làm sao tất cả mọi người là có thể là gì, là hiểu rõ bệnh để chúng ta phòng bệnh, mà chút nữa bác sĩ sẽ cố gắng làm sao để sẽ hướng dẫn mọi người về cách chúng ta phòng bệnh và tầm soát bệnh sớm nhất nhé mọi người nhé. Đây là cái điều bác sĩ luôn muốn mọi người hướng tới mọi người nhé. Thì do là cái bệnh, nhiều khi là cái bệnh đường hô hấp ấy, chúng ta rất chúng ta nhiều khi chúng ta chủ quan. Vì sao như vậy? Ví dụ như là chúng ta sẽ hay chú ý hơn về cái thận của chúng ta này, do nhiều bạn trẻ hay bị suy thận, nhưng mà chúng ta ít chú ý cái phổi của chúng ta hơn. Vì sao? Vì thứ nhất là chúng ta sẽ có hai cái phổi, thứ hai là phổi là cơ quan nó khá lớn, và thứ ba là phổi cũng có cái hệ thống lọc này, đào thải độc tố rất là tốt. Có nghĩa là cái quá trình mà gì, đào thải cái độc tố và cái ngăn ngừa cái vấn đề những cái bệnh tật, những cái vi khuẩn ví dụ nó rất là lớn. Ví dụ như là để chúng ta hít qua đường hít không khí, đúng không ạ? Thì đầu tiên là những cái hệ thống cái lông mũi của chúng ta một cái hàng rào lọc oxy đầu tiên. Sau đó là chúng ta sẽ có một cái hệ thống niêm mạc ở phần mũi rất là lớn mọi người nhé, cái hệ thống niêm mạc ở phần mũi rất là lớn để lọc sưởi ấm không khí, sau đó mới xuống dần đến phế quản, đấy nó xuống phế quản này, phế nang, xuống phổi chúng ta để trao đổi. Nên là mọi người lưu ý cho bác sĩ rằng do là như vậy nên là rất là nhiều người chúng ta chủ quan, chúng ta đánh giá là chúng ta quên mất là cái vấn đề là những cái triệu chứng nó sẽ tổn thương và làm cho gì, nó diễn tiến âm thầm từng ngày từng chút một. Em mọi người lưu ý cho bác sĩ nhé. Vâng, cái vấn đề ho ra máu là một cái vấn đề đặc trưng của vấn đề, nhưng mà mọi người cần phải lưu ý rằng nếu giả sử một buổi sáng chúng ta dậy chúng ta khạc đờm ra máu thì chúng ta cần phải lưu ý rằng rất là nhiều trường hợp khi mà chúng ta bị thiếu vitamin C này, chúng ta bị viêm cái chân răng ấy, thì chúng ta cũng khạc đờm ra máu. Nên đây là những cái dấu hiệu bệnh lành tính, chúng ta đừng quá lo lắng nhé mọi người. Đặc biệt là khi chúng ta đánh răng hay xong chúng ta khạc xúc miệng ấy, thì những cái cao răng ấy nó có thể làm chúng ta bị chảy máu, hoặc cái phần mà chúng ta đánh răng quá mạnh nó làm tổn thương cái lợi chúng ta thì nó cũng gây ra chúng ta chảy máu nha mọi người nhé. Nên là cái việc mà chúng ta ho ra máu và chúng ta khạc ra máu nó hoàn toàn khác nhau nhé. Khạc là khi mà chúng ta khạc mà nó vẫn còn là gì ở là nó cái máu ở trong phổi đấy, nó khác hoàn toàn với cái máu ở đường miệng chúng ta nhé. Thì chúng ta cũng cần nên lưu ý cho bác sĩ cái vấn đề này và chúng ta cũng không nên quá lo lắng. Thì cái triệu chứng tiếp theo mà mọi người cần lưu ý, tất cả những ai có những triệu chứng này thì chúng ta hãy cố gắng đi tầm soát sớm bệnh về ung thư giúp bác sĩ nhé. Nên là rất là mong mọi người chú ý vấn đề này, kể cả nó là ung thư dạ dày này, kể cả nó là ung thư gan hay là ung thư đại tràng thì hầu hết đều có những cái dấu hiệu này. Ví dụ như bác sĩ chuyên về tiêu hóa thì bác sĩ thấy rằng là những có những bệnh nhân mà bị ung thư dạ dày đến mình, khi mà gặp đến mình thì là đến những giai đoạn là giai đoạn 3 rồi, nhưng mà khi mà hỏi ra thì có những cái triệu chứng này, các chú này chú đã thấy mô tả những cái triệu chứng mà chú thấy người nó mệt mỏi này, thứ hai là người thấy gì ăn uống nó không ngon miệng này, nó uể oải này, nó xuất hiện đến từ 2 đến 3 năm trước mà chú không hề để ý mọi người ạ. Và kể cả ung thư phổi cũng thế, và rất là nhiều cái trường hợp. Nhưng bữa nay bác sĩ cũng gặp một trường hợp là nó bị ung thư tụy, thì chúng ta thấy rằng là gần như là mặc dù đi kiểm tra, đi siêu âm định kỳ khá bình thường đều không có vấn đề gì cả, nhưng người thì cũng thấy nó hơi mệt mệt,
mọi thứ nó cũng gọi là chỉ ở cái ngưỡng mà thấy là gì người nó không được khỏe thôi, nhưng mà không để ý tới là xem là mình có vấn đề gì không. Và khi mà phát hiện ra một cái khối u ở tụy nó cũng khá là to, đến 2,6 đến 2,8 cm, nên mọi người thấy rằng là một cái đặc điểm mà mọi người cần phải lưu ý, đặc biệt là nếu các cô các bác ở trên gì 50 tuổi, mọi người lưu ý nhé. Nếu mà ở trên 50 tuổi thì chúng ta hãy lưu ý đến cái vấn đề đó chính là gì, là cái vấn đề là thứ nhất là chúng thấy là người mệt mỏi hơn bình thường. Mà thứ nhất là cái người mệt mỏi này nó không, đều bác sĩ nói chung tất cả các loại bệnh ung thư, không chỉ riêng ung thư phổi, có cái việc là gì, chúng ta thấy người chúng ta sẽ thấy mệt mỏi. Mệt mỏi chúng ta mặc dù là tâm lý cũng là thoải mái đúng không ạ, nó không lo lắng về vấn đề là gia đình chồng con gì cả, mọi thứ đều bình thường, công việc cũng thấy ổn định, nhưng mà tự nhiên thấy người nó mệt mỏi. Vấn đề thứ hai mà mọi người cần lưu ý đó chính là gì, là chúng ta tự nhiên ăn uống nó không còn ngon miệng. Người ăn người ta thấy nó ăn đến bữa chúng ta thấy ăn nó không còn ngon miệng, không muốn ăn. Thứ hai là chúng ta thấy cứ chán ăn, ăn nó không còn ngon, chúng ta không có cái hào hứng ăn. Vì sao như vậy? Vì những cái u ấy nó sẽ tiết ra những cái chất độc, nó phản ứng ở trong máu chúng ta, nó kích thích lên não chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta sẽ thì nó hạn ức chế cái quá trình hoạt động cơ thể chúng ta, nên là người chúng ta cảm thấy là uể oải này, người chúng ta cảm thấy là mệt mỏi này, ăn uống nó không ngon miệng, cảm giác như người nó cảm giác như người gọi là người nó lấy mất hồn ấy. Thì đây là một cái đặc điểm mà tại sao mà chúng ta cần lưu ý giúp bác sĩ nhé. Đây là một cái điều mà bác sĩ thấy rằng nó rất là quan trọng. Đấy. Thì chúng ta hãy lưu ý giúp bác sĩ cái vấn đề này. Và ngoài ra thì cái vấn đề đó là những cái đặc điểm, ví dụ chúng ta thấy là người nó khò khè này, nó mệt mỏi này, thở nó khó này, và đặc biệt đó là cái vị trí của khối u nó rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khác. Và chào chào cô Dung Trần ạ, cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe, và bạn người đang lắng nghe buổi live hôm nay rất là mong mọi người giúp bác sĩ một lượt chia sẻ, một lượt thả tim mọi người nhé. Mọi người lưu ý một cái điều cực kỳ quan trọng là phổi chúng ta một cái cơ quan nó từ trên này, từ trên đỉnh phổi ở trên này, nó xuống hẳn ở dưới này, hạ sườn một chút nhé. Đấy, mọi người vẫn là phổi, và đằng sau này hết xương sườn này nó vẫn là phổi. Vậy thì để chúng ta cần phải hiểu rằng cái cơ quan nó dài như vậy thì nó rất dễ bị nhầm lẫn với các bộ bệnh khác. Ví dụ chúng ta sẽ thấy rằng nhiều trường hợp là chúng ta thấy rằng nó bị ở cái phần bên trái chúng ta, chúng ta sẽ thấy đau nhiều phần bên trái, và chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta hay bị ở tim của chúng ta. Chúng ta cứ thấy gì, hay là cái phần lưng này, một cái đặc điểm lưng là cái phần thường gặp nhất. Cái phần lưng thì bác sĩ sẽ ví dụ phần lưng cho mọi người dễ hiểu. Cái phần lưng này chúng ta thấy rằng gì, chúng ta hay bị đau vai phần này, phần đỉnh nhé, đỉnh phổi nhé, là một cái vị trí mà rất hay gặp, bác sĩ thấy là rất hay gặp khi mà kiểm tra sức khỏe, nhiều khối u rất là to ở phần đỉnh phổi. Vì sao lại như vậy? Thì một cái khối u mà nó phát triển ở cái phần này là chúng ta sẽ bị nhầm lẫn cái vấn đề là đau vai. Mọi người hầu hết là nếu mà chị em phụ nữ hoặc là chúng ta lớn tuổi, hầu hết chúng ta sẽ có một lần trong đời bị đau vai. Nhưng mà nếu mà cái đau vai này, thứ nhất là chúng ta thấy nó bị dai dẳng quá, đúng không? Chúng ta điều trị một đợt bình thường, trước kia chúng ta điều trị một đợt khoảng 3-5 lần thì chúng ta thấy nó ok. Nhưng mà còn chút nữa cô Tâm hỏi một câu hỏi rất là hay, nó là gì, chụp X quang ngực có biết được không? Chút nữa cháu sẽ trả lời câu hỏi này, một câu hỏi để chúng ta biết, để chúng ta sẽ phát hiện sớm, đánh giá cụ thể như thế nào. Mọi người lưu ý nhé. Thì quay lại cái vấn đề đó là cái vấn đề đau vai này, cái vấn đề đau nhức xương, xương cơ. Ví dụ như nếu mà một cái khối đang nói giai đoạn chưa phải giai đoạn muộn nhé, giai đoạn gọi là sớm sớm nhé, mỗi khối u ở đây này nó sẽ chèn ép vào cái phần này, phần thành cái màng phổi nhé, nó chưa di căn đến những cơ quan khác mà chỉ là ở phần màng phổi thôi, thì cái phần đó ấy, nó sẽ làm cho chúng ta sẽ cần phải đau cái phần vai. Mà nếu giả sử một khối nó lệch phần giữa thì sẽ gây ra phần đau lưng. Đấy, đau lưng của chúng ta, và nó sẽ bị nhầm lẫn rất là lớn. Đấy, cái vấn đề là gì, là nhầm lẫn cái vấn đề là gì, là cái việc là gì, chúng ta sẽ bị thoái hóa đốt sống cổ này, thoái hóa đốt sống ngực, sống lưng. Nhưng mà mọi người lưu ý rằng ấy, cái phần cổ chúng ta thì rất hay bị, nhưng mà check xuống dưới một chút nhé, mọi người lưu ý rằng check xuống dưới một chút này, thì cái tỷ lệ mà chúng ta bị cái phần đốt sống ngực này nó thấp hơn rất là nhiều nhé. Và nếu mà chúng ta phần cổ thì rất là nhiều, tại vì khi mà chúng ta cúi này, cái phần cổ này, phần cổ này chúng ta sẽ giới hạn cái chỗ nhô lên, mọi người có thể cúi xuống, mọi người sờ giúp bác sĩ nhé. Mọi người
mọi người có thể cúi xuống, mọi sờ với bác sĩ, đó là cái phần cúi, phần nhô lên đấy. Thường là chúng ta sẽ đau ở phần này nó đi lên, và rất ít khi mà chúng ta đau ở phần này đi xuống, phần xuống dưới, phần ngực nhé, phần ngực chúng ta và phần lưng chúng ta lại bắt đầu. Nếu chúng ta phần lưng ấy, thì cái phần mà chúng ta hay cúi nhiều nhất đấy, những cái vị trí cong của cái vị trí cong của cái gì, của cái cột sống, nên chúng ta hay bị ở cái phần này chúng ta đau nhé. Bác sĩ đang nói là chúng ta sẽ gì đau ở cái phần này đấy. Thì đấy là cái vấn đề là gì, thường là chúng ta sẽ gặp thoái hóa nhiều hơn, đau cơ phần này. Nhưng mà nếu mà chúng ta sẽ xuống dưới một chút, ví dụ như là phần xuống dưới khoảng tầm 10 cm hoặc 3 đốt, thì nó phần đốt ngực rồi. Và cái đốt đấy thì sao, đốt đấy thì chúng ta phải chú ý rằng là thường thì cái vấn đề là nếu giả sử chúng ta ngồi làm việc mình thường chúng ta cúi thì rất ít khi mà ảnh hưởng phần đó, chúng ta chỉ ở phần cổ từ C5 đến C7 là nhiều, và thứ hai là phần lưng của chúng ta, vì chúng ta cúi nhiều thì hay bị. Còn cái phần ngực chúng ta nhé, thì mọi người cần lưu ý, trừ khi chúng ta làm việc quá nặng này, chúng ta đang gồng nhiều thì chúng ta mới bị thoái hóa, bị thoát vị đĩa đệm, phình xẹp, rồi là lệch hoặc là chèn ép tủy, bị những trường hợp đó. Còn nếu chúng ta tự nhiên mà chúng ta bị cái phần ngực này, phía dưới phần vai xuống một chút, đấy là phần ngực đấy, bác sĩ sẽ nói để đơn giản để mọi người dễ hiểu. Và những cái phần đó thì chúng ta cần phải làm gì, những cái phần đó thì chắc chắn là mọi người cần phải lưu ý hơn, đặc biệt là chúng ta không có chấn thương tối trong ngủ bình thường mà gì đấy. Nghe mọi người lưu ý giúp bác sĩ nhé. Do vậy thì những cái phần ngực này, nếu mà chúng ta bị mà đau ở tầm 1-2 tháng chúng ta không đỡ, nó cứ kéo dài, nó cứ âm ỉ kéo dài, thì chúng ta hãy cần phải đi khám. Mọi người lưu ý giúp bác sĩ nhé. Đấy là những cái trường hợp mà những khối mà nó chỉ là giai đoạn sớm, nó chỉ là gì, biểu cơ tâm hoặc bao nhiêu là có 7 đốt sống cổ. Đây cái nhô lên cuối cùng, nó chính là cái đốt sống cuối cùng của cổ nhé. Mình cúi xuống này, mình sờ một cái nhốt nhô lên cao nhất thì đấy là cái đốt cuối cùng của cái cổ chúng ta. Và nếu dưới đó thì gọi là gì, đốt sống ngực nhé. Nên là mọi người lưu ý giúp bác sĩ cái vấn đề này cực kỳ là quan trọng. Vì sao? Vì nếu mà chúng ta sẽ nghe đây là rất là nhiều trường hợp phải gì là chúng ta sẽ chủ quan vấn đề này. Đấy, thì những câu chuyện mà buổi live bác sĩ cũng chia sẻ với cô này, thì cô đấy công việc một mình có thể là do chồng mất này, xong rồi lại kháng đáng cả công việc gia đình nuôi mấy đứa con, nên là gì cái sức khỏe công việc bị chủ quan quá, gồng gánh nhiều, chúng ta cũng nghe đau vai, sau đó thì phát hiện ra cái ung thư. Thì mọi người lưu ý giúp bác sĩ nhé, vấn đề đau này. Và cái vị trí đau không phải chỉ đau vai nhé, tại vì cái phổi nó mới làm dọc ấy, dọc cái ngực của chúng ta, có thể là bị ở dưới phần vai này, có thể là dưới phần ngực nha, bên trái bên phải, và có thể là gì nó dưới ở sát cái phần là gì, phần sườn của chúng ta nhé. Vị trí nào cũng có thể gặp phải, nên là mọi người cần lưu ý giúp bác sĩ vấn đề này, chứ không phải chúng ta chỉ thấy là gì nó chỉ làm ở phần trên, không phải như vậy, chỉ làm phần ngực thôi, nó nhiều cái nó sát ở phần sườn đấy, nên là mọi người lưu ý nhé. Nên một cái đặc điểm nữa, một người nhiều cái trường hợp chúng ta thấy rằng nhiều trường hợp mà biết đơn giản như cái tim của chúng ta, cái tim chúng ta sẽ đè lên cái cơ hoành, là cái nơi ranh giới giữa bụng và ngực. Và nhiều cái trường hợp khi mà chúng ta bị nhồi máu cơ tim ở cái phần thành mặt dưới mặt nó đè lên bụng ấy. Đấy, nhiều trường hợp nhé, bị tổn thương, bị nhồi máu ấy, bị đè phần thành dưới của bụng, thì cái nhồi máu cơ tim là tắc cái mạch vành nuôi ở cái phần đó. Thì là nhiều bệnh nhân không thấy đau ngực gì cả, chỉ có thấy đau bụng thôi, đến khám bệnh viện cứ đi siêu âm bụng mãi không ra. Nhưng mà thực ra bản chất là gì, quên mất cái vấn đề làm điện tim, thì bệnh nhân này có tiền sử tim mạch này, lại còn mỡ máu rất là cao, và khi mà kiểm tra thì rõ ràng có cái dấu hiệu của nhồi máu cơ tim ở thành dưới. Thế là mọi người lưu ý rằng nhiều khi cái cơ quan chúng ta, rất nhiều người đã bị nhầm lẫn, nhiều khi chúng ta hiểu nó chưa đúng. Đấy, nó là cái việc là gì, nhiều khi là chúng ta cứ nghĩ là gì, tim nó làm trên ngực ở bên trái đấy. Nhưng mà nhiều trường hợp nó là gì, nó là làm thành dưới. Nếu mà ai đã gặp vấn đề này thì chúng ta thấy nghe rất là vấn đề nó rất là phức tạp đấy. Và nên quay lại cái vấn đề đó, là cái vấn đề đó là cái phổi ấy, thì mọi người lưu ý rằng nếu chúng ta bị đau ngực kéo dài, đặc biệt là trên 1 tháng, và đặc biệt hơn nữa mà trên 3 tháng, thì mọi người cần phải đi tầm soát nhé. Và kèm theo một cái dấu hiệu cực kỳ quan trọng, đó là cái vấn đề là gì, đó là cái vấn đề là nó là gì, chúng ta bị sụt cân
Đấy. Số cân ở đây là gì? Số cân ở đây giả sử chúng ta sẽ rụt khoảng tầm 5% kg cân nặng của chúng ta trong vòng khoảng tầm 3 tháng. Và đặc biệt là ví dụ như là 5% có nghĩa là giả sử một người mà lắp 60 kg mà chúng ta sụt mất 3 kg. Đấy. Hoặc là gì? Trong một năm mà chúng ta sụt mất chỉ 10%. Có nghĩa là gì? Là 6 kg trong một năm chúng ta không kiêng ăn kiêng gì nhé. Chúng ta thấy hoàn toàn bình thường, chúng ta không kiêng cữ gì cả. Chúng ta hoạt động bình thường mà tự nhiên cân nó sụt đi. Thì mọi người cần lưu ý cho bác sĩ nhé. Và rất là nhiều trường hợp chúng ta chỉ dựa vào cái vấn đề sụt cân mà chúng ta đã phát hiện ra lại sớm. À, vì sao như vậy? Vì có một cái vấn đề nó xảy ra như bác sĩ nói là cái vấn bác sĩ vừa nói nó cái vấn đề là một cái khối u nó nhỏ nhưng mà nó tiết ra nhiều chất độc, nó vào trong máu, nó kích thích vào trong não chúng ta, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề gì tiêu hóa, đến ảnh hưởng đến vấn đề hấp thụ chúng ta và làm chúng ta bị sụt cân mà chúng ta không tìm ra được nguyên nhân. À, mọi người lưu ý nhé. Và nhiều cái trường hợp chúng ta sụt cân mà chúng ta thấy rằng là gì, sụt cân đến mức mà chúng ta ăn uống bổ sung rất là nhiều và nhiều người bổ sung nhung hiêu, bổ sung rất là nhiều thứ nhưng nó không lên cân nổi, thì chúng ta lưu ý rằng chúng ta hãy đi tầm soát bệnh sớm nhất có thể nhé. Và đây là mọi người lưu ý giúp bác sĩ. Và đây là những cái dấu hiệu mà bác sĩ thấy là nó không phải là dấu hiệu muộn, những cái dấu hiệu mà nó di căn thì nó có rất là nhiều vô vàn những yếu tố, hiệu đau đầu mà mắt rồi nhiễm trùng một cái thì cái đấy thôi bỏ qua. Và quay lại cái câu hỏi với của cố Tâm, câu hỏi một câu hỏi cực kỳ là hay này. Bác sĩ sẽ đọc lại câu hỏi của Tâm cực kỳ là hay nhé. Một câu hỏi rất là hay của cố Tâm, câu hỏi đó là chụp X quang ngực có biết được u phổi không? À, một câu hỏi cực kỳ là hay, một cái câu hỏi rất là thực tế, vì nếu chúng ta đi khám sức khỏe thường thì bác sĩ sẽ cho chúng ta đi chụp cái X quang ngực, một thứ nhất là gì, một cái chẩn đoán hình ảnh này nó đơn giản, không xâm lấn, không đau đớn gì cả và chi phí rất là thấp, chỉ có tầm nhưng mà mọi người lưu ý rằng giúp bác sĩ nhé, nếu mà chúng ta gọi là đi tầm soát ấy, những cái bệnh ung thư ấy, thì chúng ta không nên dựa vào những cái gì cái chẩn đoán mà nó đơn giản quá. À, những cái đơn giản quá thì thường chúng ta sẽ phát hiện khi mà chúng ta ở những giai đoạn muộn thôi. Nên là mọi người lưu ý giúp bác sĩ và rất là mong mọi người giúp bác sĩ một lượt chia sẻ để chúng ta nhiều người chúng ta cùng hiểu rõ hơn về cái bệnh này, để chúng ta biết cái phòng tránh thì cách mà chúng ta phát hiện ở đây đó là gì, là chúng ta cần phải đi gì phải đi gì phải đi chụp chụp cái CT ngực. Đấy, ít nhất là phải chụp CT ngực nhé mọi người nhé. Đây là một cách để chúng ta có thể phát hiện sớm cái bệnh này. Vì sao? Vì cái CT ngực ấy, nó giúp cho chúng ta gì? Nó giúp cho đánh giá chúng ta cái sẽ cắt cái lát cắt nó nhỏ hơn, cắt nó nhỏ hơn từng cái lát cắt như vậy thì nó sẽ phát hiện cho chúng ta. Còn kèm theo đó những cái nơi mà người ta sẽ gì những cái viện mà người ta sẽ chuyên sâu những cái máy đắt tiền ấy, sẽ giúp chúng ta sẽ cắt lát cắt chúng ta sẽ rõ ràng hơn và càng lát cắt càng nhỏ thì mức độ chúng ta sẽ phát hiện những cái khối nó nhỏ nhất, đúng không ạ, những cái khối mà nó chỉ mới nhú nhú thôi chúng ta đã phát hiện rồi và khi xuất hiện ra đó thì cái tỷ lệ khỏi bệnh rất là lớn. Đấy, mọi người lưu ý cho bác sĩ nhé. Những cái việc là gì, nếu chúng ta chỉ dựa vào cái X quang nhưng mà chúng ta sẽ nhìn ví dụ như cảm quan chúng ta chụp như này thì nhiều khi là thứ nhất là có thể là cái khu nó bị che lấp, thứ hai là bị gì, bị nhầm lẫn giữa một cái khác. Đấy. Thứ ba nó là cái việc là gì, và đặc biệt là cái khối phải to lên, mọi người lưu ý nhé, tại vì nhiều khi nó bị che lấp ở cái tim này, nó che lấp ở những cái mạch máu này chúng ta không phát hiện được. Đấy. Đây là mọi người lưu ý cho bác nên khi mà chúng ta nhìn trên phổi chúng ta cái lúc chúng ta nếu mà chúng ta đi chụp X quang chúng ta cầm cái phim chúng ta thấy cái lúc nó chỗ này nó trắng này chỗ này nó lại đen này nhiều nhiều khi chúng ta không biết được. Nhưng mà nếu mà chúng ta chụp CT thì rất là rõ. Đấy, nên mọi người lưu ý cái vấn đề ngoài ra thì chúng ta phải chụp MRI thì nó sẽ đắt tiền hơn và nó sẽ chính xác, nhưng mà đối với trường hợp tầm soát thì mọi người lên chụp CT là tốt rồi. Nhưng mà lưu ý rằng cái việc mà đọc kết quả này, cái việc thứ hai nó là gì, cái việc thứ hai nó là cái việc là gì, là chúng ta cần phải lựa chọn cơ sở uy tín chúng ta đánh giá, đây là việc cực kỳ là quan trọng nhé. Đây là cái vấn đề. Ngoài ra thì một câu hỏi đó là gì, vậy thì chúng ta đi xét nghiệm máu thì có biết được chính xác cái ung thư phổi là như thế nào không, hay là chúng ta bắt buộc chúng ta phải cần phải đi chụp? Thì cái xét nghiệm máu là một cái có thể là bổ sung cho cái việc là gì, đặc biệt nó rất là hiệu quả cái việc để đánh giá một cái khối u nó có tái phát hay không. Còn cái vấn đề xét nghiệm máu chúng ta không nhiều cô thì cũng rất là sợ ung thư nhưng chúng ta chỉ đi xét nghiệm máu để đánh giá thôi thì cái điều đó nó không
không không không nên. Và cái điều quan trọng nhất là một cái khối u nó nhỏ này để chúng ta phát hiện. Đấy, ví dụ như tại sao chúng ta cần phải đi nội soi đại tràng để tầm soát ung thư, vì nhiều khi và xin chào chị Ngân nhé, nhiều khi là chúng ta chỉ cần ở giai đoạn sớm thôi, giai đoạn sớm là chúng ta đã phát hiện những cái tiền ung thư nó chưa thể làm mà ảnh hưởng đến máu chúng ta được, chưa xâm lấn gì cả. Đây là mọi người lưu ý giúp bác sĩ cái vấn đề này nhé, một cái vấn đề bác sĩ thấy rằng rất là cần phải lưu ý. Vậy thì cách chúng ta phòng ngừa như thế nào? Thì nói về bệnh đường hô hấp thì chúng ta thấy rằng này là chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Riêng cái bệnh này hoàn toàn nó khác với cả khác với những bệnh khác là hoàn toàn chúng ta phải phòng ngừa được. Ví dụ như là nhiều khi chúng ta thấy là bệnh ung thư tuyến giáp chẳng hạn, hay ung thư vú chẳng hạn, nhiều khi chúng ta còn không biết tại sao mà tự nhiên này không hiểu là để nguyên nhân làm sao nó bị ung thư vú mà chúng ta phải phòng ngừa, đúng không ạ? Nhiều chị em bác sĩ nghĩ là nhiều cô nhiều bác rất là thắc mắc vì sao một cái khối u ung thư vú, tại sao mình bị hoặc vì sao để làm sao để mình tránh được cái nguyên nhân này, tránh được cái ung thư vú. Đấy. Nhưng mà đối với riêng cái phổi thì hoàn toàn chúng ta có thể biết được. Đầu tiên đó là vấn đề hút thuốc lá lúc nào, kể cả cái vấn đề nó gì, một người trong gia đình hút thì cả nhà có nguy cơ như nhau nhé mọi người, chỉ không chỉ là người hút đâu, cả nhà có nguy cơ như nhau. Thứ hai là cái môi trường, đặc biệt là cái môi trường độc hại. Chúng ta đây là chúng ta sẽ xem nhiều cái nơi mà ở nhiều bạn mà đi xuất khẩu ấy, chúng ta phải làm những công việc độc hại, thực ra rất là thương bởi vì là làm cái công việc môi trường mà có nhiều cái chất không biết amang, cái chất mà nó nguy cơ nó làm đột biến gen, đột biến tế bào, làm tổn thương rất là lớn, mà nhiều khi phải đeo cả cái bảo vệ ấy. Nhưng mà và nhiều bạn thì nhiều khi chủ quan, chúng ta cũng không lường trước được cái mức độ nguy hiểm, chúng ta nhiều khi không đeo bảo hộ kỹ càng thì đặc biệt là rất là nguy hiểm với mọi người nhé. Nên cái việc của chúng ta, mọi người lưu ý giúp bác sĩ là chúng ta đang làm việc lâu dài, chúng ta hãy cố gắng bảo vệ sức khỏe chúng ta. Đấy, thì cái việc rất là quan trọng nhé. Nên là mọi người cực kỳ là quan trọng với vấn đề này, và chúng ta cần phải gì, chúng ta cần phải ngăn chặn những yếu tố đó. Ngoài ra thì cái môi trường không khí ngày càng nó ô nhiễm. Và cái vấn đề thứ hai mà mọi người cần lưu ý đó là cái gì, cái vấn đề là cái môi trường, ngoài ra cái vấn đề là đồ ăn thức uống cũng rất là nguy hiểm, nhiều những cái chất mà phóng xạ, những cái chất độc hại nó có thể làm tổn thương nên chúng ta, nên là mọi người cần phải lưu ý nhé. Và một cái lời khuyên của bác sĩ là nếu giả sử mà nếu ai làm môi trường độc hại này, hút thuốc lá nhiều này, thì chúng ta hãy nên đi kiểm tra phổi của chúng ta nhé, hãy dành thời gian. Đấy, một cái điều mọi người cần phải lưu ý với bác sĩ đó là cái việc là gì, những cái cơ quan này thì chúng ta có thể là gì, là chúng ta có thể là đánh giá được chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá được nhé, bằng cái kết quả chúng ta có thể đi tầm soát và đánh giá được bằng cái vấn đề là gì, là chụp CT nhé. Ok, cô Tâm hỏi 3 tháng chụp X-quang một lần có ảnh hưởng? Dạ không ạ, không ảnh hưởng gì đâu cô Tâm nhé. Một bạn có hỏi, xin hỏi bác sĩ nếu chụp CT có biết được bệnh dạ dày không, để không phải nội soi, vì bác rất sợ nhất là nội soi dạ dày vì suýt chết thở không nổi. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ nhiều. Bác lưu ý giúp cháu này, cái vấn đề chụp CT ấy, thì cái vấn đề đường tiêu hóa ví dụ thực quản này, dạ dày này, tá tràng hay ruột non này, hay là gì đại tràng, thì mình chụp CT chỉ phát hiện khi mà đánh giá, khi mà chúng ta đi nội soi có một khối u nó to nó xâm lấn vào bụng này. Còn chụp CT nó không có giá trị nhiều trong cái vấn đề là gì, là phát hiện bệnh dạ dày nhé. Và nếu mà bác đã nội soi một lần rồi thì bác có thể là ví dụ bác muốn kiểm tra HB thì bạn có thể làm test hơi thở thì nó an toàn này, nó nhẹ nhàng, chúng ta không gây khó chịu gì cả nhé. Nhé, bác lưu ý cho bác sĩ vấn đề này. Một bạn hỏi siêu âm tim phổi gan có chuẩn không bác sĩ? Siêu âm mà tim này, phổi này, siêu âm phổi thì cần chụp để chính xác nhất. Gan, siêu âm tim và gan thì là chuẩn nhé. Nếu mà bạn Phạm Búc hỏi, bác sĩ hỏi nội soi tai họng có năng xoang lê có chính xác là lan và nguy hiểm mà. Cái khi mà mình đã đi nội soi, bạn Phạm Búc lưu ý nhé, khi mà mình đã đi nội soi mà bác sĩ đã chuẩn đoán mình là có nang thì thường là chính xác. Vì sao? Những cái nang đặc điểm nó khác, nó mình là những cơ quan khác, nên là mình hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này nhé. Ok,
Và bác sĩ, nếu ai có câu hỏi, những cái thắc mắc gì thì mọi người có thể nhắn để bình luận thì bác sĩ trả lời nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rất là mong mọi người giúp bác sĩ một lượt chia sẻ, một lượt thả tim. Một bạn Mary hỏi em bị xóa tiết niệu đã mổ nội soi một lần, em bị đường tiết niệu hẹp thì dễ tái phát không ạ? À, đúng rồi, cái đường tiết niệu hẹp thì quá trình mà thải tiểu nó sẽ kém hơn nên là rất dễ tái phát, nên cái việc mà em cần phải cố gắng là gì, là những cái nguyên nhân làm nó tăng cái nguy cơ tạo sỏi thì em cần phải thể phải lưu ý giúp bác sĩ nhé. Cô Hoàng Thúy hỏi là xin chào bác sĩ, tôi bị ung thư vú có uống được tam thất mật ong? Dạ được, nhưng mà lưu ý rằng là cái này thì nó không có tác dụng điều trị u, nhưng mà cô có thể uống vì nó an toàn và nó cũng hỗ trợ sức khỏe một phần cho cô, nó tăng cái sức đề kháng nhé. Và trong những hỏi là đau dây thần kinh số 5 do mạch máu thì bác chụp MRI à, có chính xác là mình nên chụp gì, nên chụp cái có thể là do liên quan đến mạch máu thì mình nên chụp cái gì có cản quang, đó là chính xác nhé. Đấy, mình nên chụp cái cản quang thì nó rất là chính xác. Ví dụ MRI thì nó sẽ dựng cái dây thần kinh lên, mạch máu lên, và nếu mình chụp mà có cản quang nữa thì rất là tuyệt. Tắc ruột non can thiệp bằng thuốc có tái phát không? Cái này tùy vào mức độ tuổi, không biết là bạn đang hỏi mức độ nào nhé. Thường các em bé nhỏ bị thì nguy cơ tái phát nó thấp thôi nhé, nhưng mà người lớn thì tùy vào cái nguyên nhân nhé. Bạn nghe tôi nhé. Bạn Đặng Văn Quân có hỏi bác sĩ cho mình hỏi dạo này mình đi phân lỏng mà hay bị phân lỏng mà không biết tại sao. À, đối với vấn đề như thế này, mình bị phân lỏng ấy thì thứ nhất là mình xem lại cái quá trình ăn uống của mình, ví dụ như cái ăn uống mình có hay ăn bên ngoài hay không này, tại vì hiện tại bây giờ cái thực phẩm mà nói là gì, cái hóa chất nó rất là nhiều, nó tổn thương cái niêm mạc ở cái đường ruột. Thứ hai là cái việc là mình dùng có nhiều rượu bia, và cái thứ ba đó là cái việc là chúng ta có bị căng thẳng stress hay không. Và những cái vấn đề này nó có thể làm cho cái vấn đề là gì, là mình bị phân lỏng. Thì cái phân lỏng này có thể là do cái vấn đề là tổn thương đường đường ruột, có thể gây ra rối loạn tiêu hóa nặng hơn thì có thể là hội chứng ruột kích thích, nặng hơn nữa có thể là viêm loét đại tràng. Những cái vấn đề như nào thì mình cần phải, có thể là mình phải nhắn cho bác sĩ để bác sĩ tư vấn cụ thể mà mình cần phải làm những biện pháp gì tiếp theo để chẩn đoán bệnh, và thứ hai là mình cần phải làm gì ở tại nhà, hoặc là nặng hơn thì chúng ta cần phải uống những loại thuốc gì để có thể là gì hỗ trợ tốt nhất cho cái vấn đề tình trạng của mình để mình tránh nặng thêm. Đấy là điều 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 bác sĩ bạn nhé. Một bạn có hỏi là bạn Thu Thảo có u máu ở gan có cần uống thuốc? À, u máu ở gan thì không cần uống thuốc gì, và chỉ một cái điều lưu ý đặc biệt là các bạn nữ đang ở độ tuổi sinh sản, lưu ý giúp bác sĩ, đó là cái vấn đề là cái u máu ở gan nó liên quan mật thiết đến cái vấn đề nội tiết của chúng ta. Đặc nội tiết đây gì, ví dụ như là chúng ta dùng những loại thuốc tránh thai liều cao. Thứ hai chúng ta có thể là gì, sinh sinh là trong quá trình mà nội tiết bị rối loạn, sinh mang bầu mà gần nhau quá, nhiều lần gần nhau quá thì có thể là gì, nó sẽ làm phát triển cái u máu gan. Do cái u máu gan nó lành tính, chúng ta cũng không cần phải phải quá quá lo lắng nhé. Giờ em có lên chụp CT ngực, tại em chụp CT não rồi em sợ. À, không không sao, chụp CT bác sĩ sẽ tính, chúng ta chụp một lần có vài phút nó không ảnh hưởng gì đâu mọi người ạ, đừng lo lắng quá. Trừ khi là chúng ta đang ở độ tuổi sinh sản, đang bác sĩ nói đang ở cái lúc mà đang mang bầu, hay là gì chúng ta chuẩn bị mà sinh con, ví dụ tầm 1 tháng 2 tháng thôi. Chứ còn bình thường ví dụ như các bác sĩ làm ở phòng phòng chụp ngày nào cũng 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 phải tiếp xúc với cả tia cũng không vấn đề gì cả, mà mọi người đừng lo lắng quá cái vấn đề này nhé. Đấy, em bị nặng ngực khó thở 2 năm rồi, chụp 4 lần X quang đều thâm đen rốn phổi, kết luận bị viêm phế quản, thế thì em cần phải chụp CT ngực nhé. Nặng ngực mà 4 năm rồi mà mình để quá lâu nhé, em mọi người lưu ý cho bác sĩ vấn đề này, để như vậy là quá lâu. Nhiều khi chúng ta cần phải 6 tháng mà chúng ta đã là tối đa rồi, biệt là 3 tháng thôi. À, cô Hoàng Thúy và tôi bị ung thư vú di căn nách, trung thất, đang uống thuốc bệnh viện, uống tam thất hoa đu đủ, hoa đu đủ cô đang nhật có được? À, cái này thì có cô lên uống từng loại một, ví như cô uống tam thất thì không. Đấy, cô có thể là uống một đợt, nhưng mà cái những cái loại này ấy, nó không có tác dụng là điều trị
cái vấn đề nó gì là cái vấn đề nó là cái u vú của cô nó không giảm đi đâu, nó không, nó chưa có một cái nào nó chứng minh cả. Và rất là nhiều người chúng ta cứ kỳ vọng vào nó, đặc biệt là chúng ta những cái u ấy, chúng ta có thể là điều trị, có thể nó bằng tây y vẫn đang rất là hiệu quả, mà chúng ta bỏ qua giai đoạn vàng, mà chúng ta lại bỏ qua, chúng ta chạy sang cái vấn đề là uống tam thất đấy. Thế rất là nguy hiểm nhé. Một bạn có hỏi chụp CT ngực khoảng bao nhiêu tiền thì bác, em cảm ơn. Cái chụp CT ngực thì nó rất là cái chi phí nó phụ thuộc rất là nhiều, và thứ nhất là cái cơ sở vật chất của cái viện đấy. Thứ hai là CT thì chúng ta thấy là gọi là lát cắt, cắt cắt mà, thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái máy, chất lượng máy. Cái máy càng cao thì nó sẽ càng đắt tiền đấy, nên mọi người lưu ý, chứ không phải là chúng ta sẽ cứ bảo CT giống nhau, không phải đâu. Nó sẽ phụ thuộc, ví dụ có những người là 32, 16 dãy thì 16 lát cắt thì nó chi phí nó rất là thấp, nhưng mà nếu mà chúng ta sẽ làm loại 128, 256 thì nó rất là cao đấy, vì cái chi phí máy nó đắt tiền mà. Cô hỏi con gái bác chưa đã cấy kim tránh thai chưa hết hạn. Vâng, cái vấn đề tránh thai ấy, là không thể làm 100% được đâu mọi người ạ. Tất cả những loại biện pháp tránh thai ấy, trừ khi chúng ta không quan hệ thôi, cho còn tất cả những biện pháp tránh thai ấy, mọi người lưu ý nhé, mọi người lưu ý giúp bác sĩ, đó là cái vấn đề là gì, là tất cả những loại cái biện pháp tránh thai ấy, trừ khi chúng ta không quan hệ thôi thì nó sẽ hoàn toàn là không có đâu. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta kể cả dùng thuốc tránh thai nhưng vẫn có bầu là bình thường nhé. Bạn Thanh Thắng hỏi hội chứng tận hư có hết được không? Hẳn không. Dạ, hội chứng tận hư thì nó có tỷ lệ chúng ta hết hoàn toàn, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái thời điểm chúng ta xuất phát. Ví dụ em bé càng nhỏ thì cái tỷ lệ mà khỏi bệnh nó sẽ cao hơn so với những người lớn, tại vì cái mức độ hồi phục nó sẽ lớn hơn so với những người, nên mọi người lưu ý với bác sĩ nhé. Cảm ơn chị Tạm Nên. Và mọi người lưu ý. Ông Dung Vũ hỏi bác sĩ, cho ông hỏi 85 tuổi bị ca gan giai đoạn đầu, bây giờ có phương pháp điều trị gì hiệu quả không? À, đối với trường hợp mà ông 85 tuổi thì mà giai đoạn đầu thì có những cái biện pháp sau này. Thứ nhất, 85 tuổi sẽ các bác sĩ sẽ đánh giá trước khi mà lựa chọn cái phương pháp đầu tiên là phải xem là cái sức khỏe của ông có đảm bảo không. Nếu mà chúng ta đảm bảo thì ông có thể ghép gan cực kỳ là tuyệt vời, hoàn toàn luôn. Nếu giả sử một cái sức khỏe của ông yếu, à, không chịu được cuộc mổ nên cắt gan, thì mình có thể dùng cái biện pháp đó là TUSSIM. Có thể là gì, như này mọi người sẽ dễ hiểu, là hiện tại bây giờ thì hầu hết những cơ quan để chúng ta phải có mạch máu nuôi thì gọi như là cái gọi là nguồn nuôi dưỡng của những cái tế bào, ví dụ như này nuôi dưỡng ở tim phải có mạch vành, nuôi dưỡng não phải có mạch máu não, thì nuôi dưỡng ở gan thì cũng có thể có mạch gan. Thì những cái mạch gan đấy các bác sĩ sẽ chọn lọc đúng một cái mạch đó, xong rồi sẽ tìm cái đúng cái mạch máu để nuôi khối u đó, sẽ bơm thuốc vào đó, bơm thuốc giống như là những cái loại hóa chất, thay vì là chúng ta sẽ truyền hóa chất vào mạch máu thì nó sẽ tỏa ra toàn thân, đúng không ạ? Nhưng mà đây là gì, các bác sĩ sẽ gì sẽ chụp vào đúng cái mạch nuôi của cái khối u ở gan, sau đó sẽ bơm cái hóa chất vào trong gan, đến lúc đó thì cái u nó sẽ bị gì, sẽ bị hóa chất trong làm cho chết đi. Thì đây là một cái phương pháp và nó gì, thứ nhất là nó an toàn này, ít biến chứng này, hiệu quả nhanh này, bệnh nhân có thể ra viện ngay và kể cả 90 tuổi cũng có thể làm được. Vì sao? Vì nó không có ảnh hưởng gì cả. Ông lưu ý giúp bác sĩ vấn đề này nhé. Và chúc ông nhiều sức khỏe. Cô Hiền Vũ, bạn Hiền Vũ, Hiền Bùi có hỏi là em bị u xơ tử cung, uống tam thất đã được. Nhưng mà hiện tại bây giờ những cái loại đó thì mình có thể uống. Nhưng mà cái đấy thì nó không thể làm giảm được kích thước của mình. Ở đây trong đấy có nhiều chất chống oxy hóa, nó tốt cho cơ thể chúng ta. Chưa bác sĩ các bạn rồi, nhưng mà để vấn đề là gì, để nó giảm cái u thì nó không thể. Đấy, nên là và bạn Lan Hoàng có thể là bạn có thể chụp CT thì thường thì ở ngoài thì khá là chính xác, nhưng mà mình có thể gửi cho bác sĩ kết quả để mình đánh giá cụ thể cho mình nhé. Và cảm ơn tất cả mọi người, rất là mong mọi người giúp bác sĩ một đợt thả tim, đúng không ạ, và một đợt chia sẻ nhé. Và chào chào cô Thạch Trần ạ, và cảm ơn tất cả mọi người ạ, và cảm ơn cô Hoàng Thúy, dạ, và cảm ơn cô Bà Lan, xin chào cô Bà Lan.
Bạn Missing có hỏi mẹ em đang đang phổi giai đoạn cuối mệt không chuyển hóa chất được, có uống được. Cái này mình phải cần phải đánh giá giá và tùy thuộc vào loại thuốc và mức độ cụ thể ở viện nhé. Tùy vào cái tình trạng cụ thể của mình thì lúc đó các bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho mình được. Thu Thảo, em đau bụng dưới âm ỉ có lúc đau nhiều, sôi bụng nguyên ngày, đi vệ sinh 2 lần. Không biết là phân em có máu hay không, em có thể nhắn cho bác sĩ tư vấn cụ thể cho em nhé. Tại vì thường những này có thể là đại tràng có thắt là bình thường gặp nhất, nhưng mà nếu có máu thì em cần phải đi nội soi để đánh giá cụ thể xem có cái vị trí viêm loét hay gì không nhé, em Thu Thảo nhé. À, bạn Nam Dương hỏi một câu hỏi rất là hay này, đó là em đi đại tiện ra váng dầu là bị gì ạ? À, một cái câu hỏi, một cái bệnh mà mọi người cần lưu ý. Chúng ta cũng nên có một thói quen là rất là nhiều, có nghĩa là nam giới hoặc thì chúng ta cũng có thói quen là chúng ta hay nhìn vào phân, nhưng mà nữ giới thì càng ngày các bạn trẻ thì rất ít nhìn thấy phân. Thì có một cái vấn đề, đó là cái cơ quan nào nó sẽ tiêu hóa được cái mỡ của chúng ta, mọi người biết không? Đó chính là cái muối mật. Thì ở vị trí nào, đó chính là cái gì? Thứ nhất là cái phần tụy của chúng ta, thứ hai đó chính là cái muối mật của chúng ta, và ở cái phần tá tràng của chúng ta. Thì nếu mà mình đi mà đi phân ra váng mỡ thì cái muối của chúng ta nó sẽ muối mật của chúng ta, cái đường mỡ của chúng ta nó không bị tiêu hóa. Nên là nếu tại sao mà những người mà chúng ta nhịn ăn này, chúng ta nhịn ăn sáng này, và chúng ta làm cái mật nó không lưu thông này, thì chúng ta hay bị rối loạn mỡ máu. Tụy của chúng ta cũng vậy, thì do cái vấn đề đó chính là gì, cái quá trình chuyển hóa mỡ đang bị rối loạn. Thì vậy thì cần phải thứ nhất mình cần phải đi nội soi, thứ hai mình cần phải đi siêu âm bụng xem cái vị trí ở đâu, ví dụ có thể là ở mặt của chúng ta hay là cái tụy của chúng ta, mình cần phải đi kiểm tra kỹ nhé. Ngày đi điện để 2-3 lần có phải bất thường à không nhé, nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố kèm theo. Ví dụ như này, em đi có đau bụng hay không, phân thì như nào, có máu kéo phân, đây là cái đặc điểm quan trọng nhất nhé nha. Bạn Thanh Thanh Minh nhé, bạn mẹ bắt đầu có thể nhắn thêm cho bác sĩ câu hỏi rõ hơn thì bác sĩ tư vấn cụ thể nhé. Okay. Và đây là một cái điều mà mọi người cần lưu ý. Do vậy thì cái phổi của chúng ta ấy, thì nhiều khi chúng ta sẽ nghe nhiều vấn đề, chúng ta sẽ đi nội soi dạ dày đại tràng. Nhưng mà một cái cơ quan mọi người cần lưu ý đó là cái đường hô hấp của chúng ta nhé. Và chúng ta hãy đi tầm soát khoảng tới 50 tuổi. Cái điều quan trọng nhất, đặc biệt là các chú các bác nếu mà làm trong môi trường độc hại này hay là gì, là chúng ta hay đi hút thuốc lá, thuốc lá nhiều, thì mọi người cần lưu ý nhé. Và thì chắc là hiện tại bây giờ là gần đến 10 giờ. Dạ. Thì chắc là bác sĩ xin phép là chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon, an lành. Và rất là mong mọi người cho bác sĩ một lượt thả tim, đúng không ạ? Và một lượt chia sẻ. Và nếu ai có những thắc mắc gì thì mọi người hãy nhắn cho bác sĩ để bác sĩ tư vấn trả lời mọi người nhé. Và có lời khuyên chính xác nhất có thể chúng ta sẽ khám ở đâu và làm như thế nào. Và bác sĩ xin phép là kết thúc buổi live hôm nay, thì là 10 giờ rồi. Và bác sĩ xin phép xin chào mọi người và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe buổi live hôm nay. Cảm ơn mọi người đã thả tim và chia sẻ buổi live. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào những buổi nói chuyện tiếp theo nha. Và cảm ơn cô Mỹ Thị Tâm đã thả tim ạ. Và chào mọi người. Và chào chào, chúc cô Trần ngủ ngon, cô chúc cô Tâm ngủ ngon nhé. Cô chị Phạm Châu ngủ ngon. Và chào chào tất cả mọi người. À, hẹn gặp lại mọi người vào những buổi live nha. Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã thả tim ạ. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Và bác sĩ xin phép và kết thúc buổi live ạ.